Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming và Duy Khải. Chúng em xem video vui vẻ lắm. Ở video này thì nói chung thì ban thì Khải cũng mới, thì anh em xem video này thì hãy làm theo hướng dẫn của Khải nha. Đầu tiên về cái vấn đề nhồi máu thì nhiều anh em không biết cái vấn đề nhồi máu sao cho nó trâu nè, thì anh em nhấn vào phần hậu cần phục hồi đó. Thường thường ví dụ như anh em đánh những trận giao tranh căng thẳng thì thường thường như đó, anh em tùy theo lượng máu của mình nè, anh em đợi auto boost theo lượng máu cho nó khỏi nó đỡ bị tốn máu nha nè. Anh em đỡ thấy phần trăm đó, nó rất là mất máu theo kiểu ngày 10 nó bục vô là mất máu nè. Đó, ví dụ như Khải là đường môn 2k5 máu thì Khải đỡ 2k3, đúng chưa? 2k3 nó sẽ từ bô một hai bên, Khải đỡ chỗ này số lượng hai bên. Cái này á là gọi là mặc định auto, nó làm nha nè. Từ ra là gọi mặc định auto chứ không phải là nhồi máu nè. Cái này gọi là auto tự cắn. Đó. Đó, anh em có thể chỉnh theo hướng này để cho nó trong ngày mà đánh công thành cho nó trong. Đó, đầu tiên là anh em chỉnh theo hướng máu, bơm máu này theo số điểm sát sàn theo cái điểm máu của mình. Như Khải thì thường Khải giao tranh này nọ Khải sẽ đỡ kiểu này. Đó, còn theo phần trăm như thế này thì tránh tình trạng nghe mi nè, đỡ nghe mi vô cái là mình mất hút máu, nghe mi vô cái là mất hút máu. Đâm ra anh em tách cái này đi cũng được. Đó, không sao cả. Thấy chưa? Còn như Khải sợ chết là Khải bật lên này tới cũng được. Tại vì Khải chỉnh theo kiểu là nghe mi vô thì Khải không có mất máu rồi. Ví dụ như Khải đỡ 75 thì nghe mi vô Khải sẽ mất một bình. Còn này Khải đỡ 55 không mất rồi. Tùy anh em chỉnh theo cái số lượng máu nhân vật của anh em thôi. Rồi. Còn về vấn đề nhồi máu, đây là gọi kiểu là máu auto nha. Đó, cái này gọi là máu auto nha, không phải nhồi máu nha. Đây, nhồi máu sẽ là phụ trợ hậu cần mua thuốc. Đó, anh em phần nhồi máu sẽ là hậu cần mua thuốc nha. Anh em nhấn vào phần nhồi thuốc. Đây là video hướng dẫn cho anh em cánh nhồi máu nha. Đây, như Khải đánh thông kim, Khải nhồi thuốc, Khải nhấn chỉ cần một phím chính thôi thì Khải có thể cắn một lúc tất cả cục máu như thế này, cục lắc luôn. Anh em thấy chưa? Khải chỉ cần nhấn một phím một thôi thì tất cả cục lắc của Khải cánh phát một, chứ Khải không có cánh bằng tay. Đây thì đỡ Khải hướng dẫn em cánh nhồi máu thì đây là đang phím số 9. Đỡ nhồi máu thì thường thường thì Khải quen theo kiểu là nhồi phím số 4, tại vì số 4 Khải đang rảnh này nè. Đó, Khải sẽ nhấn chỗ này cho anh em xem. Đây, cho anh em xem màn hình đây. Anh em thấy chỗ này là đang phím 9 đúng không? Giờ Khải đang muốn tạo cho phím số 4 đỡ nhồi máu, Khải sẽ chọn vào cái link chỗ này, đưa vào phần số 4 là Khải sẽ cho số 4 nhồi máu nha. Số 4, sau khi nhấn số 4 xong Khải nhấn tạo phím. Đó, sau khi tạo phím xong Khải thì nhấn chữ đóng. Đó, mình đã tạo phím xong rồi thì giờ máu đâu ra mà uống. Đó, máu đâu ra mà uống. Giờ mua máu, mua hai loại máu cho anh em xem luôn. Khải có thể nhồi một lúc hai loại máu cho anh em xem luôn. Rồi, tiếp tục Khải xem vào hậu quả, có thể mua thêm tí nữa. Đây, test cho anh em xem. Đây là Khải mua hai loại máu nha. Mình có thể ngày mai đánh công thành thì anh em sẽ nhồi theo máu này hoặc là máu này thôi. Anh em chỉ ngày mai anh em mua máu tại thành nha anh em. Anh em mua máu tại thành là ngu hơn gặp lò hòn nha. Đó, thường thường Khải sẽ đỡ một bình chỗ này. Khi nào cần yếu mình nhấn phím 1 uống một bình. Còn khi nào nhồi thì nhấn phím 4 thì nó sẽ khá là trâu. Nhấn một cái thả thôi anh em, nhấn một cái thả thôi. Tiếp đến Khải sẽ mua máu bại quả. Đây cũng như là nhồi máu trên bại quả. Đây, Khải sẽ mua nhồi máu trên bại quả anh em. Đây, bại quả Khải sẽ mua. Đó là nhồi máu bại quả nha, một lúc vừa quả vừa đánh công thành luôn. Đây, sau khi mua máu xong thì máu ngụ ho thường này nè, ngụ ho thường sẽ đánh công thành chiến các kiểu, tống kim các kiểu. Còn máu ngụ ho ngọc hoàn thành này á sẽ đánh bại quả nha nè. Rồi, sau khi cài phím và mua máu xong theo cái hiệu ứng anh em cần thì như quay lại đoạn này, như anh em đánh công thành, thì anh em sẽ chọn là ngụ ho cổ thanh hòn. Đó, được chưa? Đó, tiếp tục mình đang vậy. Ngụ ho ngọc lầu hoàng, chứ. Đó. Nếu anh em đánh ở bên ngoài công thành này nọ, thì anh em chọn loại máu cho mình, đó là ngụ ho cổ thành, ngụ ho ngọc lầu hoàng. Đó, ngụ ho ngọc lầu hoàng mana với máu. Còn nếu anh em đánh bại quả thì anh em sẽ phụ bại quả, đúng chưa? Nếu đánh bại quả thì anh em sẽ chọn lại cái dòng máu của mình, đó là ngũ hòn cổ thanh hòn. Thì máu này nó rất là rẻ. Đó, anh em sẽ chỉnh lại. Đó, đó là hai hướng cài máu cho anh em, đúng chưa? Rồi, giờ tiếp đến quay lại cái vụ nhồi máu thì hậu cần mua thuốc. Thì lúc nãy Khải đã cài phím số 4 rồi, được, đúng chưa? Lúc nãy Khải đã cài phím số 4, anh em nhìn nè. Đây, chúng ta kích xuống phím số 4. Đó, đúng chưa? Hiện tại trên phím số 4 này thì chưa có viên thuốc nào cả. Thì Khải sẽ cạp viên thuốc vào. Đó, cái này là ngũ hòn cổ thanh hòn. Đây, đây là máu trên bài quả, Khải sẽ đỡ phím 2 quả hoặc là 3. Như thường thường thì 2 quả hoặc là 3 vẫn được. Như những phái máu trong như Thiếu Lâm á, Thiếu Lâm nên đỡ 3 nha em. Thiếu Lâm nên đỡ 3, anh em nhấn thêm thuốc. Đó. Còn những phái kia thì anh em đỡ số 2 được rồi nha em, tại vì Thiếu Lâm nó nhiều máu nó làm 3 được. 3 là uống một phím 4 là 3 bình anh em. Cứ uống phím 4 là 3 bình, anh em cùng xem này. Khải cũng ra bài quả nha. Ra từ quýt 1. Đây, Khải nhấn phím 4 cho anh em xem nha. Đây, Màu này phím 4 nha. Đó anh em thấy chưa? Cứ dần nhấn phím 4 một cái là nhồi máu. Thấy chưa? Anh em thấy chưa? Đó là cái nhồi máu. Đây là nhồi máu bại quả này, đúng chưa? Rồi giờ mình muốn nhồi máu luôn trong Công Thành thì sao? Tiếp tục vẫn là nhồi máu. Phím 4 như cũ. Đó. Thì có khác gì đâu anh em. Bây giờ mình sẽ chọn lựa loại máu trong Công Thành. Đó là ngũ ho, ngọc lộ ho. Đó, anh em chọn loại máu trong Công Thành, được chưa? Nhấn chọn phím 2. Số 2 là hai bên một lúc, hoặc là số 3. Số 3 là cho Thiếu Lâm. Thiếu Lâm Gaming thì nó trâu. Mỗi khi giao tranh cần máu thì nó sẽ uống nhiều hơn. Thì Khải nghĩ tùy theo phái thôi, như trung bình thì anh em số 2 là được rồi. Đó, tiếp tục Khải sẽ uống máu ngủ ho cho anh em xem. Cũng là phím 4 luôn. Nè, hai bên một lúc. Đó, anh em thấy chưa? Cứ một phím là hai bên. Anh em thấy nhồi máu của này thì sao mà chết được. Đó, đắt cắn nhồi máu. Còn những người anh em cảm giác đuối quá anh em nhấn hai phát một lần, bịch bịch. Đó, nó thành 4 bình, đúng chưa? Nhấp thả máu mới lên nha. Anh em giữ chuột, anh em giữ im phím 4 nó sẽ không lên máu nha. Anh em giữ im nó sẽ không lên máu nha. Anh em nhấp thả thì nó mới lên nha. Đó là vấn đề nhồi máu đầu tiên. Rồi tiếp đến thì vấn đề khó khăn đó là về cái vụ Công Thành thì được Khải hướng dẫn anh em cách lưu tọa độ Công Thành luôn. Đây. Ok, và bây giờ thì đến cái tiếp theo, đó là lưu lấy vị trí sa phu Công Thành Chiến nè. Anh em thấy con chuột Khải chỗ này không? Đó. Là trước khi đánh Công Thành đó thì anh em sẽ đi lấy cái vị trí sa phu trước để anh em cài auto á, cho nó chạy cho nó thoải mái. Đó, nếu anh em không có lấy được vị trí á, auto nó không chạy đâu. Auto nó không chạy thì anh em sẽ chạy bằng tay, rất là khổ. Trừ khi anh em nào bị lag auto quá thì anh em mới chạy bằng tay thôi. Còn như auto thường thì auto nó chạy hết nha anh em. Đầu tiên chúng ta sẽ lấy vị trí Công Thành sa phu Công Thành. Đây, anh em thấy chữ chưa? Điều khiển sơ tơ sơ. Anh em kích vào phần điều khiển sơ tơ sơ sẽ thấy cái chữ lấy vị trí sa phu Công Thành Chiến. Đó, anh em kích vào, đúng chưa? Như đây á là Khải chơi nhiều server á, tự động nó lấy hết rồi nè, Đó, tự động lấy rồi. Xong còn như đây anh em chưa có, đúng không? Anh em chưa có thì anh em sẽ thường anh em lấy bằng tay á. Nếu mà anh em lấy bằng tay thì anh em sẽ phù ra các cái thành như là Thành Đô Đông, Tương Nhân Đông, Đại Lý Đông, rồi Biện Kinh Đông, Lâm An Đông, các kiểu cái gì cũng đông hết. Thì thường sa phu Công Thành nó sẽ nằm ở phục đó. Thì ví dụ như đây là Thành Đô, thì đây là Thành Đô, không? Anh em sẽ thấy một thành sa phu Công Thành. Anh em chọn cái dấu tích chỗ này. Đây là lái bằng tay nha. Nếu như anh em lái bằng auto không được thì anh lái bằng tay. Đây là lái bằng tay này. Đó, anh em chọn một sa phu Công Thành, đúng chưa? Anh em nhấn chữ lái. Đó là xong một thành, được chưa? Sau khi nó lái thì nó sẽ hiện chỗ này là Thành Đô sa phu Công Thành ba tọa độ, đó là xong, được chưa? Xong đó là anh em đi qua ví dụ như Đại Lý. Đây, tiếp tục mình sẽ đi lái bằng tay tiếp. Lái bằng tay thì nó sẽ chuẩn hơn. Lái bằng auto nhiều khi nó bị lỗi, nó sẽ thiếu 1 đến 2 thành. Thì anh em cũng có thể dùng auto nó chạy. Auto nó chạy xong mà không được thì anh em đi bằng tay thôi. Đó. Đây là Khải chạy bằng tay nha. Tay cho nó nhanh cho nó chuẩn nè. Đây là Đại Lý Công Thành của phía Tây. Đó, là anh em sẽ tiếp tục chọn vô cái thành Đại Lý chỗ này, được chưa? Xong rồi anh em sẽ chọn chỗ này là sa phu Công Thành. Anh em nhấn tiếp tục trừ lấy, được chưa? Đó là lấy được 2 thành. Nó lấy được 2 thành, đúng chưa? Lấy được 2 thành. Rồi ví dụ như giờ Khải xóa cho anh em xem nhiều phường thường nha. Phường thường Dương Châu đây, Khải chưa lái này, đó. Thường Dương này Khải chưa lái này, đúng chưa? Rồi bây giờ Khải sẽ qua Tương Dương, Khải lái tọa độ. Tương Dương Đông. Đây là bước lái tọa độ Công Thành nha anh em. Đợi auto nó sẽ chạy mượt hơn và nhanh hơn nha anh em. Đây. Vẫn là một thành sa phu Công Thành, đúng chưa? Khải sẽ chọn là cái thành là Tương Dương. Rồi là chọn chỗ này là sa phu Công Thành, đúng chưa? Nhấn chữ lái. Ok anh em thấy chưa? Sau khi lái thì nó hiện chỗ này. Giờ bắt đầu là mình còn 2 thành cuối chưa lái, đó là Dương Châu Phường Tường. Anh em thấy anh em đang thiếu thành nào thì anh em cứ qua anh em lái thôi. Cũng là Dương Châu Đông. Đó, nó nằm phía đông là nhiều nha anh em. Đây. Đó. Chúng ta sẽ chọn vào cái thành Dương Châu. Chọn vào NPC sa phu Công Thành, nhấn chữ lái. Ok chưa? Đó. Này lái tay rất là chuẩn luôn. Rồi tiếp đến là Phường Tường. Phường Tường Đông cũng là đông luôn nè. Đó, anh em thấy thành sa phu Công Thành chưa? Đó. Chúng ta sẽ kết vào thành Phường Tường. Chọn vào sa phu Công Thành, nhấn chữ lái. Đó, ok. Biện Kinh Lâm An cũng vậy thôi nè. Biện Kinh cũng là Biện Kinh Đông, Lâm An cũng là Lâm An Đông, Thành Đô cũng là Thành Đô Đông. Đó. Vậy thôi. Đó, sau khi Khải lái được 7 thành, 1 2 3 4 5 6 7 là thành công. Đó là bước thành công lái tọa độ Công Thành xong rồi anh em. Đó vậy thôi. Còn anh em nào mà làm biến lái bằng tay thì anh em có thể kích vào tự động chạy lấy vị trí sa phu Công Thành Chiến. Đó thì nó sẽ tự động nó chạy. Kích vào một cái nó tự động nó chạy. Đó, nó sẽ lấy hết. Nếu thiếu thành nào thì anh em sẽ đi lái tay. Là xong cái bước lấy vị trí Công Thành tọa độ sa phu Công Thành nha anh em. Rồi. Rồi ngày mai tiếp tục đến thì như Khải ngày mai Khải sẽ bảo anh em ví dụ như thành chính thành phụ thì anh em nên nhớ là thành chính thành phụ đúng không? Như đây anh em thấy này, điều khiển sơ, chỗ này nó sẽ có là bản đồ công thành chiến chính là chính phụ, anh em hiểu chưa? Chính phụ, ví dụ ngày mai Khải bảo là chính thành đô thì anh em sẽ chỉnh là chính thành đô phụ đại lý, đó là anh em sẽ chỉnh chính thành đô phụ đại lý. Rồi ví dụ như Khải bảo chính Biện Kinh phụ Dương Châu thì anh em cũng chỉnh chính Biện Kinh, đó phụ Dương Châu, đó thì auto nó sẽ đi cho anh em khỏe hơn tí. Còn không anh em không chỉnh cái này thì auto nó hơi bị ngu, anh em chết anh em đứng thành luôn, nó không làm gì hết đó. Rồi nói chung là trước khi bắt đầu công chiến thì anh em lưu ý chỗ này, cái này là cái đầu tiên anh em phải kích vào dòng sơ trước đó, kích vào dòng sơ trước thì công thành nó mới chạy nè. Đó anh em thấy chưa, giờ bắt đầu nó chạy này, thấy chưa? Đó đây là điều là nó đang đứng chỗ này, nó hơi bị lỗi tầm bậy thôi, chứ còn ngày mai á thì công thành chiến thì nó sẽ bình thường anh em. Đó nhiều đơn giản, tại vì chưa mở công thành nên là mình nhấn thì nó chạy lon xạ thôi. Miền Kinh Đông đó, ví dụ như đây Khải đang đứng đây đúng không? Lưu đây giờ Khải sẽ F9, anh em nên nhấn lưu ý F9 người dùng tự điều khiển hậu cần là cũng được đó, tự điều khiển hậu cần. Còn anh em mà muốn tự đi mua máu, auto tự đi mua máu luôn á thì anh em sẽ chỉnh chỗ này hậu cần nha, mua thuốc này đó. Ngày mai đánh công thành chiến á, anh em sẽ chỉnh cái rút tiền mua máu luôn, anh em sẽ rút tiền chỗ này là khoảng là một rương máu thường thường sẽ 18 vàng, anh em rút khoảng tầm 20 vàng một lần rút nha anh em. Nói chung đánh một trận công thành cao lắm mua khoảng 4-5 rương là xong rồi nè. Đó anh em đợi chỗ này 20 hoặc là 15 tùy anh em thôi. Rồi anh em sẽ đi đến chỗ cái thành nó sẽ tự động mua máu cho anh em luôn. Ví dụ như Khải lưu một tình bình máu đã Tương Dương đây, ngày mai auto nó sẽ tự động mua máu anh em luôn. Còn không anh em mua tay cũng được chứ không sao cả, anh em mua tay cũng được chứ anh em đỡ auto nhiều khi nó nhờ vào auto nhiều quá nó không hay. Đó Khải mua sẵn 3 bình máu không, Khải sẽ auto chỉnh chỗ này là mua 1 này, ngày mai Khải sẽ đỡ auto tự mua là Khải sẽ chọn nó là Ngũ Hân Ngọc Lan Hoàng, Khải sẽ mua 50 bình hoặc 60 bình gì đó tùy anh em. Đó làm sao làm full rương là được đó, auto tự mua thấy chưa, em thấy tự mua chưa? Đó, Khải chỉnh 30 thôi là sau khi mua máu xong thì nó sẽ tự động vào cái thành chính của anh em yêu cầu, anh em hiểu vấn đề không? Anh em đã ví dụ lưu thành chính thành đô thì sau khi nó auto nó mua máu xong tự động nó sẽ về nó lưu rương thành đô đông, xong đó nó sẽ tự vào xa phô công thành cho anh em luôn, rất là nhanh. Nói chung auto nó làm tự động cuối hết rất là nhanh đó. Giờ thôi anh em cùng xem lại này đó. Còn anh em là muốn mua máu bằng tay thì anh em tách chỗ này đi, chính người dùng tự điều khiển hậu cần thì anh em sẽ mua máu bằng tay đúng chưa? Này là anh em mua máu bằng tay nhưng mà Khải ưu tiên anh em tự auto đi mua cho nó nhanh nè. Nói vậy thôi, dùng như đây thành chính thành đô thành phụ đại lý thì ngày mai nó sẽ tự động nó vào đó. Ví dụ như đây hiện tại bây giờ chưa mở công thành nên còn thường nó đi đó, Khải sẽ đi thành đô mà là cái auto nó đang bị vấn đề rồi nè. Như hiện tại bây giờ á thường thường Khải sẽ chỉnh ví dụ công thành chiến trường này thành chính thành đô đó là thôi là tự động nó sẽ qua thành đô. Mà nếu mà nó không đi á thì anh em đi bằng tay thôi, nếu mình không đi anh em đi bằng tay thôi. Nói chung cái này á thì đỡ anh em gọi là kéo xe thôi nè, còn cái này là kéo xe thôi, còn không thì anh em đi bằng tay cũng được, không cần phải nhờ auto làm gì mất công nè. Đó không cần nhờ auto làm gì mất công. Hiện tại bây giờ thì nó chạy ra lung tung đi mua máu này, nhưng thường thường hết máu này đi mua máu đó, mua máu xong mua máu xong là nó đi vô công thành chiến thôi. Tại vì hôm nay chưa mở công thành chiến là không vào được nè. Rồi nói chung thì đơn giản vậy thôi, anh em chỉ hiểu sơ nhẹ về cái kim yến thì anh em sẽ rất là đơn giản vậy thôi. Anh em nên lưu ý là công thành thì mình sẽ chọn là công thành chiến trường sơ nha, anh em lưu ý vấn đề này nha. Đó rồi kích vào điều khiển sơ rồi thành chính thành phụ vậy thôi. Đây là chính thành phụ quan trọng vì mình đi có một ạc nên là mình đi bằng tay cũng được nè. Nhiều khi cái đoạn này Khải cũng không cần đâu, cái này mình ví dụ mình chết mình auto về mua máu rồi mình tự chạy ra thành đô đông, Tương Dương đông, đại lý đông, rồi Biện Kinh đông, Lâm An đông, anh em tự cứ tay vào cũng được, nó cũng khá là nhanh chứ không phải xe vào kéo xe. Xe vào kéo xe thì mới cần cái đoạn này, còn nó anh em chỉ hiểu sơ qua như vậy thôi nha. Rồi nói chung ok anh em xem video thì đừng quên cho một like chia sẻ nha.